Rồi, hôm nay quay video kỷ niệm cái chậu hibiki. Trồng đào được như này cũng rất là khó nha anh chị em. Trồng đào như này không phải đơn giản, không phải chậu nào cũng được đâu. Rất là đều nha, xoay vòng cái gì cũng xem. Chậu rất là lớn, hibiki ha, một cái cây lan sưu tầm thế giới rất ưa chuộng. Việt Nam mình thì nó hơi hơi nổi thôi. Rồi, xin cảm ơn anh chị ha. Hibiki chậu khủng.